Đầu tiên mình xin giới thiệu một chiếc Mini Cooper của bạn này. Cái này là 28 rồi bạn đấy. Đây là một chiếc xe nắng nha các bạn. Cái này có thể nâng lên nâng xuống các bạn. Tiếp theo đây là một chiếc xe không nóng nha đây. Đây bên trong nó có hai trụ không nóng nha. Ok. Wow. Còn tiếp theo đây là một chiếc xe tua máy tống các bạn. Đây là tua máy tống. Đây là dòng thất đúng nha các bạn. Ok, let's go.